cầm nọt IP ở machine server nâng cầm nọt điện IP ở machine thì mỗi khi dân máy xâm này là máy network place vô property một tổng một tiết rất là dân ai chất này là chùm nội này là thay sản phẩm này là mình sẽ network hàng crowd chẳng khi nhóm sốc sàng tới lời mưa khẳng lời network option tới chẳng nó không có vì mình nó không có computer bọc nhóm mình network connection network là tập 7 chẳng connection mùa ní nhóm mặt vì mình rụt xe lệ hiện phụ lưu sọ khiếu là ní hiện có máy bằng này thang vì disable bật connection mùa ní tập bạn bật và ta connection mùa ní tập enable and bật bạn bảo chẳng nhóm sốc sàng lưu mình connection P chẳng nhóm chập đào cầm đọt IP ở connection local network 2 chứ nhóm ai đặt mua việc bán mà sắm tay lừa bìa máu nhờ biệt thự đi ném hay nhóm đặt mua thá thả lén tôi mà tiếc nhóm chơi từ lừa lừa khỏi đi ném vượt sri giờ đi ném nhóm đặt thá thả vén mà tôi mà tiếc nhóm chơi ra mà sắm tay lừa lén giờ property chúng trong chủng loại này kia số icon mà người ta về bằng hàng cái này xanh này trong lại thấy bằng cầu này bây giờ đó chính kêu về bằng hàng thì chúng nông ca cầm đặt IP thì đó kêu dân thân cầm đặt được không IP trong biệt thay internet protocol TCP IP hay do biệt thay property chúng bớt dân giờ là cái này chỉ option IP mà người ta kêu dân từ tua IP pi DHCP để xoay vọt rồi gặp trên pi DHCP là router để dân bằng configure ta chụp được lại ní dân từ cầm đặt IP được luôn này chẳng ca cầm đặt IP được luôn này cái hạt static IP chẳng nhầm chơi từ lời viền máu chơi từ lời viền là use the following IP address nó trang IP address thì đã IP một sân bao dương chẳng IP server bọc nhóm nhau cầm đặt IP rồi cao pí chạy mũi tao mất sân là default viết bằng nắng nó trang chụp này nó trang lại preference điện này ní tại đại đội khăn lừa đời chấm post server ta đặt IP dạng mic trong điện này dạng đôi khi này và ta lại preference điện này copy client bởi sân dịch client với người khóc này lại nâng ấy và chắc nhầm xong cũng IP trong điện này server tập bằng thế nhóm ok lo xong mình tích bây giờ bông ta refresh yeah.